Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái tài khoản trên OpenAI để có một cái tài khoản chat GPT. Thì các bạn có thể phải chuẩn bị thêm một số các bước. Các bạn vào cái trang smspool.net này này. Đấy, các bạn sẽ chuẩn bị để nạp ít tiền vào đấy để xác nhận cái mã code gửi về cái số điện thoại. Không ở Việt Nam thì nó chưa hỗ trợ. Thế các bạn vào cái trang OpenAI. Sau đó thì sẽ kích vào cái biểu tượng góc phải của trình duyệt Chrome này. Các bạn vào cái phần quản lý tiện ích. Đó, sau các bạn vào phần 3 gạch ngang ở phía góc trái. Bạn sổ xuống, kéo xuống tìm phía dưới ở góc ở góc phía trái thì nó sẽ có một cái tab gọi là cửa hàng Chrome trực tuyến ấy. Các bạn vào đấy, các bạn sẽ đánh cái từ khóa là free VPN for Chrome. Đấy, các bạn đánh vào đây. Ấn enter. Bạn ấn enter. Thì nó sẽ có khá nhiều cái kết quả cho các cái tiện ích mà các bạn có thể tìm kiếm ở đây. Các bạn tích vào cái mục tiện ích này. Sau đó thì các bạn lựa chọn thêm cái mục sao giết các thứ. Như nào nhiều sao thì nó sẽ có nhiều uy tín. Thì phía dưới thì mình thấy có cái UVPN này, nó khá là hay. Các bạn tích vào đấy, xong ấn vào mục thêm vào Chrome này. Đó, thì nó sẽ hỏi các bạn có muốn download không. Các bạn ấn vào thêm vào tiện ích. Sau đấy các bạn chờ nó download về máy tính của các bạn. Đấy, nó sẽ hiển thị ở góc phải, góc phải màn hình. Thì đây là cái trang web của nó. Thì mình cái này thì có lẽ cũng không cần các bạn phải tích vào phần mục Chrome đâu. Đây là nó yêu cầu các bạn download hẳn về máy tính của các bạn để sử dụng. Đấy, cái bước này thì các bạn, tại mình cũng mới dùng lần đầu nên là cũng hơi la cà vào nó, nhưng có lẽ là không cần thiết. Các bạn sẽ có thể tắt nó đi. Tắt nó đi, các bạn chờ một chút. Đấy, cái biểu tượng IP ở đấy. Các bạn vào cái mục cái logo lúc nãy ở góc phải màn hình, các bạn ấn vào cái tích ấy, để nó ghim lại cái extension này ở trên cái thanh công cụ của Chrome. Đấy, các bạn tích vào đấy thì nó sẽ hiển thị ra một số các cái nước mà các bạn có thể chuyển IP cái máy tính của các bạn đang dùng sang cái địa chỉ IP tại cái quốc gia đấy. Thì mình đang chọn đây là của Đức. Thì các bạn xem nó đang có hai cái địa chỉ IP free là từ của Frankfurt đấy. Thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai cái, các bạn tích vào khi mà nó báo là status connected, nghĩa là các bạn đã fake được IP của máy tính các bạn, cái mạng của bạn đang dùng đến địa chỉ của nước Đức. Rồi đấy là xong các bước mà các bạn đã chuẩn bị để fake IP cho cái máy tính của các bạn đang dùng và đăng ký. Thực ra cái bước này nó vẫn phải làm, bởi vì cái chat GPT này nó chưa hỗ trợ cho những cái tài khoản được tạo lập tại Việt Nam. Đây rồi, sau các bạn sẽ quay trở lại OpenAI, các bạn muốn vào mục try ở phía trên, góc trên cùng này. Đấy, chờ nó load. Cái bước này khá là lâu. Thì bước đăng ký thì các bạn ấn vào sign up. Bạn ấn vào sign up ở đây. Các bạn chờ một lúc. Ở đây thì dường như là cái IP mà mình fake của nước Đức có vẻ không được ổn. Đó. Thế có lẽ là mình sẽ phải lựa chọn lại cái địa chỉ IP từ quốc gia khác. Đó, mình thử load lại vài ba lần nhưng mà nó không thành công. Đó. Thì mình ngắt kết nối của cái VPN này đi và mình chọn đến một cái quốc gia khác mà nó có cho fake IP free nhé các bạn nhé. Một số các quốc gia thì các bạn nhìn thấy chữ pay là nghĩa là phải trả phí. Thì cứ đi tìm một số những quốc gia nào mà cái địa chỉ IP fake ở trên cái trang này nó miễn phí để mình làm. Nói chung là làm miễn phí thì nó sẽ hơi mất thời gian. Đây, hầu hết là các quốc gia đều họ yêu cầu phải có trả phí này.
Đây có của Tây Ban Nha tại Madrid thì là đang miễn phí, mình tích vào, ok, lại tiếp tục collect được và ấn lại mục sign up ở trong Open AI để đăng ký. Nó vẫn cái lỗi cũ thì mình cứ refresh lại lại cái trang. Đây được rồi, là các bạn này, đó, sau khi mà đã vào được trang thì mình ấn cái thông tin email mình muốn đăng ký tài khoản, các bạn nhập vào, sau đó các bạn lựa chọn password cho cái account mà đăng ký cho cái tài khoản chat GPT của các bạn. Đấy, sau khi các bạn tạo lập xong thì các bạn ấn continue. Rồi, các bạn chờ một chút. Các bạn chờ một chút, chờ một chút. Đó, nó cũng có lẽ là do nhiều người đăng ký thế nên là nó cũng khá là chậm. Và do ảnh hưởng của việc cáp quang tại Việt Nam mấy ngày vừa qua thì bị hỏng mấy tuyến đi quốc tế nên là nó giao tiếp có lẽ không được nhanh lắm, tốc độ không được nhanh lắm, băng thông thì không được tốt. Rồi đây xong, sau khi mà đã đăng ký được thì bạn phải vào cái email của các bạn vừa mới đăng ký tài khoản trên ChatGPT, các bạn ấn vào cái mục là vào lại Gmail để lấy cái đường link xác nhận email. Đấy, đã có đây rồi, đã có ở mail của mình rồi, các bạn tích vào đây. Bác ấn verify email này. Đó. Khá là chậm đấy các bạn. Rồi, đã đăng ký được rồi. Bây giờ bạn đánh một số cái thông tin tạo lập tài khoản của bạn, ví dụ là họ tên, last name, first name. Đây là cái bước là quan trọng này. Các bạn sẽ phải verify, nhận một cái mã xác nhận gửi đến số điện thoại của các bạn. Thì mình có tìm ở trên cái app ChatGPT này thì phát hiện là thấy có Việt Nam. Đó, có Việt Nam, kéo xuống thì có Việt Nam, nhưng mà khi mà thử gửi tin nhắn về số điện thoại thì nó sẽ báo là không xác nhận được. Đây các bạn xem mình thao tác này. Có Việt Nam luôn. Đấy, có Việt Nam nhưng mà chưa được hỗ trợ thôi. Nghĩa là thư viện thì họ ép đủ đấy, nhưng mà thực tế hỗ trợ có hay không thì chưa chưa có. Đấy, mình đánh thử cái số điện thoại của mình vào. Đây nó sẽ báo là OpenAI chưa khả dụng ở quốc gia của bạn đấy, do đó mình sẽ phải sử dụng cái công cụ là SMS pool. Đây thì vào SMS pool thì các bạn sẽ phải thao tác như thế nào, đây các bạn cùng theo dõi mình nhá. Rồi và bây giờ các bạn sẽ vào cái phần mềm là SMS pool này. Các bạn chọn phần mục service là Open AI Chat GPT này. Đấy, sau đó thì các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn tìm xem một số các cái số điện thoại của các cái quốc gia, ví dụ như ở Mỹ này thì nó sẽ mất là 0,8 đô. Đấy, 0,8 đô cho một cái lần xác nhận lấy code từ cái số điện thoại gửi về địa chỉ ở Mỹ. Khi mà các bạn phải tìm cái quốc gia nào mà nó có cái lượng tiền xác minh thì nó thấp vậy thì các bạn có thể lấy. Đấy, các bạn kéo xuống phía dưới để theo dõi nó như thế nào, xem có cái nước nào mà số điện thoại nó vừa phải thôi, cái tiền xác minh ấy. Đây các bạn nhé, mình theo dõi một số các cái quốc gia như là nước Mỹ thì mất 0,8 đô cho một lần xác minh này. Nước Anh ở phía dưới cái giá cao nhất là mất 0,4 đô, mình sẽ chọn Anh. Đấy, mình tích vào Portrait, ấn vào. Sau đó thì các bạn lên phía trên. Đấy, kéo cái thanh trượt này sang phía bên góc trái, các bạn sẽ thấy được cái số điện thoại này, đây này.
29564 này. Đấy các bạn, copy cái nó vào. Đấy, copy đoạn số này vào. Sau đó các bạn quay trở lại cái trang OpenAI mà mình đang đăng ký dở đấy. Các bạn chọn quốc gia là Anh. Đấy, kéo xuống để tìm. Đây Anh này, United Kingdom này. Bạn tích vào. Copy paste cái số kia vào. Các bạn bỏ cái đầu số 44 đi bởi vì nó đề sẵn cho các bạn rồi. Rồi các bạn ấn send code. Đấy, ấn send code thì bây giờ quay trở lại cái trang SMS pool thì các bạn sẽ chờ cái code nó gửi về số điện thoại nó hiển thị ở trên cái trang này. Đây các bạn chờ một chút. Đây ra rồi, 903472. Đó, 903472. Nó lại mất đi. Các bạn đợi tí. Xem nhớ có chuẩn không, 903472. Mình thử cóp nhưng mà không cóp được. Thì là nhớ và đánh lại thôi, 903472. Đó, nhập lại vào cái trang đang đăng ký chat GPT dở đấy. Rồi, như vậy là đã xác minh xong thành công cái số điện thoại đăng ký tại nước ngoài. Đó, các bạn chờ nó loát để nó thông báo. Đó, đây là cái cửa sổ màn hình chat đã hiển thị ra. Đây là một số những cái review về cái con chat GPT này. Các bạn cứ next đi, sau đó là các bạn muốn đặt câu hỏi gì cho nó các bạn đặt ở phần phía dưới. Các bạn có thể chuyển cái màn hình thành màn hình buổi tối hoặc buổi sáng ở đây. Đấy. Đặt câu hỏi cho chat. Đấy, các bạn đánh vào cái thanh công cụ phía dưới. Đó, các bạn xem cách trả lời của nó cũng khá là hay. Ok, như vậy là các bạn đã đăng ký xong cái con chat GPT này. Thì cái việc làm này thì nó sẽ giúp cho bạn có một cái trải nghiệm khá là hay về cái công nghệ mới. Chúc các bạn thành công trong việc đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.